Bấy giờ, các thiên tử cõi dục cõi sắc cung kính chắp tay đồng bạch Phật. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa rất là thâm sâu, khó tin, khó hiểu vô cùng. Bạch Thế Tôn, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà cũng thật là thâm sâu, khó tin, khó hiểu vô cùng. Bạch Thế Tôn, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà khó tin, khó hiểu cũng khó chứng đắc. Phật dạy các thiên tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời các ông nói. Những hữu tình thành tựu ác tuệ, tinh tấn thấp kém, tháng dài thấp kém, không có phương tiện thiện xảo, bị lệ thuộc bởi bạn ác, họ đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thật khó tin khó hiểu. Đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng khó tin khó hiểu. Do đó, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng khó chứng đắc. Khi ấy thiện hiện bạch Phật, như Thế Tôn dạy, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật đã khó tin khó hiểu cũng khó chứng đắc. Vì sao quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rất khó tin khó hiểu cũng khó chứng đắc? Trong đây hoàn toàn không thể có sự chứng đắc. Vì sao? Vì tất cả pháp rốt ráo là không, nên trong không không có pháp có thể chứng pháp khác. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh đều không, vì đoạn hẳn pháp này nên nói pháp như vậy. Pháp này cũng không, do nơi nghĩa này, cho nên đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, nếu có người chứng đắc hoặc pháp được chứng, nếu có người biết hoặc pháp được biết, tất cả đều không. Vì lý do đó mà còn suy nghĩ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật có thể dễ hiểu, có thể dễ chứng đắc, chứ không phải khó tin, khó hiểu, khó chứng đắc. Vì tất cả pháp đều là không, tin biết như vậy sẽ chứng đắc ngay. Phật dạy, này thiện hiện, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, vì người tin hiểu và người chứng đắc bất khả đắc, nên nói khó tin, khó hiểu và khó chứng đắc. Vì quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chẳng thật có, nên nói khó tin, khó hiểu và khó chứng đắc. Vì quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật không có chứa nhóm, nên nói khó tin, khó hiểu và khó chứng đắc. Xá Lợi Tử bảo thiện hiện, vì tất cả pháp rốt ráo không, cho nên quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật rất khó tin, khó hiểu, rất khó chứng đắc. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không có tự tánh, đều như hư không. Ví như hư không không suy nghĩ, ta đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề phải tin hiểu và phải chứng đắc. Các pháp cũng vậy, đều như hư không, hoàn toàn không có tự tánh, thế nên quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rất khó tin, khó hiểu, rất khó chứng đắc. Này thiện hiện, nếu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật có thể dễ tin hiểu, có thể dễ chứng đắc, thì sẽ không có hằng hà sa các chúng Bồ Tát phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề sau lại thối lui. Cho nên biết quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rất khó tin, khó hiểu, rất khó chứng đắc. Khi ấy cụ thọ thiện hiện, thưa Xá Lợi Tử, ý tôn giả thế nào? Xác đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề có thối lui không?